công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Đông Dương với thương hiệu Đông Dương Home Interior là nhà cung cấp thiết bị nội thất và giải pháp tổng thể thiết kế hàng đầu Việt Nam với hơn 20 năm uy tín. Đông Dương Home Interior tự hào là nhà tiên phong đưa những sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất, an toàn cho người tiêu dùng và thân thiện với môi trường thông qua các sản phẩm đầy sáng tạo trong thiết kế, vật liệu và dịch vụ của lĩnh vực thiết bị nội thất vào Việt Nam. Được hình thành sau thành công của thương hiệu gạch bông Bách Khoa, công ty Đông Dương Home Interior được thành lập vào năm 1992 và tiếp cận thị trường đồ nội thất đẳng cấp với showroom tại 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực cung cấp thiết bị nội thất và giải pháp tổng thể thiết kế. Năm 1996, Đông Dương Home Interior tiếp cận thị trường miền Bắc với việc mở showroom tại 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội và sớm trở thành nhà cung cấp dịch vụ và vật liệu xây dựng hoàn hảo và uy tín nhất tại miền Bắc. Tháng 3 năm 2013, Đông Dương Home Interior tự hào khai trương showroom có quy mô quốc tế đẳng cấp nhất khu vực Đông Nam Á với diện tích 4.000 m2 tại Mỹ Đình, Hà Nội, tạo nên một không gian của sự thanh lịch, quý phái và đẳng cấp vượt trội. Đông Dương Home Interior vinh dự là công ty đem tới cho khách hàng những sản phẩm nội thất thượng lưu được nhiều ngôi sao thế giới ưa dùng vào Việt Nam. Đông Dương Home Interior được khách hàng và các đối tác của Việt Nam và trên thế giới biết đến là nhà cung cấp dịch vụ giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, nổi tiếng bởi sự tận tâm và uy tín. Trang bị cho phòng bếp, trái tim của ngôi nhà là những thiết bị bếp an toàn cho người sử dụng, mang giá trị thẩm mỹ cao và thân thiện với môi trường. Đó là những sản phẩm tuyệt hảo của Viking, Smeg, Fanmec. Phòng tắm, nơi mang lại cảm giác thư giãn, tận hưởng và đem lại sinh lực cho quý khách, được Đông Dương Home Interior cung cấp với các nhãn hiệu như Jacuzzi, Nobili, Catalano. Và một không gian phòng ngủ ấm cúng, sang trọng và tiện nghi được trang bị bằng các sản phẩm số 1 thế giới như của Santa Rosa là điều mà Đông Dương Home Interior đưa đến cho khách hàng, tạo nên một cuộc sống hoàn hảo và đẳng cấp. Chúng tôi cập nhật thường xuyên những cái thương hiệu hàng đầu của thế giới và cập nhật thường xuyên đấy. Chúng tôi là thường đi đến tận nơi, đến tận nhà máy. Trước khi đến tận nhà máy đấy thì chúng tôi là phải đến tham quan các khu hội chợ ở châu Âu. Thông điệp của chúng tôi mà muốn gửi đến khách hàng đấy là nó cũng như cái slogan của chúng tôi đưa ra ấy, đấy là đẳng cấp từng chi tiết. Trong từng thời kỳ phát triển một thì chúng tôi luôn luôn hoàn thiện cái hệ thống từ cơ sở vật chất đến hệ thống dịch vụ lẫn là lực lượng nhân sự để làm sao cung cấp cho khách hàng những cái gói dịch vụ mà nó có tính cao cấp nhất, chuyên nghiệp nhất và đẳng cấp nhất. Đông Dương Home Interior tự hào là đơn vị duy nhất ở Việt Nam có đầy đủ năng lực, uy tín để trở thành nhà phân phối độc quyền các dòng sản phẩm dành cho giới thượng lưu. Chúng tôi có trên 50 đối tác, mà những cái đối tác đó thì là đều là những cái đối tác mà nếu như mà được đánh giá trên thị trường quốc tế thì người ta đều là những đối tác đứng đầu hoặc là đứng từ thứ 1 cho đến thứ 5 trên thế giới. Và những đối tác của chúng tôi thì làm việc kết hợp với công ty Đông Dương là rất là lâu năm rồi. Jacuzzi and Don Duong together developed in those last years and made happen that Vietnam became the first market in Asia for Jacuzzi product. We have really to thank Don Duong for this great achievement that was really much, much over our even best expectations until 4 or 5 years ago. And so as we looked for partners around the world, we want to find those partners that share the same ideas and concepts that we have. So we've had a long relationship with Dong Yong in Vietnam. We selected them because they are a company that's focused on providing excellent product and excellent quality to their customers.
Với 4 showroom tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đông Dương Home Interior cung cấp thiết bị nội thất gia đình, văn phòng cho các công trình tiêu biểu về kiến trúc trong toàn quốc. Các khách hàng mà Đông Dương Home Interior đã và đang hân hạnh phục vụ là những tập đoàn có thương hiệu toàn cầu trong dịch vụ khách sạn như Intercontinental Westlake Hà Nội, Hilton Hotel, Sofitel Hotel, Hyatt Regency Đà Nẵng Resort and Spa. Đó là những công trình biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước như tòa tháp Bitexco Financial Tower, Gangnam Landmark Tower. Bên cạnh đó, Đông Dương Home Interior đã làm hài lòng rất nhiều khách hàng là hình mẫu của sự thành đạt và sành điệu tại Phú Mỹ Hưng, An Phú Thảo Điền, Siputra. Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của cả tập thể công ty. Cái tôi cần từ cái không gian trong phòng ngủ, không gian phòng khách đến không gian bếp, tất cả mọi cái thì tôi cũng có thể tìm được ở Đông Dương. Đặc biệt là có những cái decor rất đặc biệt và hàng rất là hàng cao cấp. Có chứng minh nguồn gốc thì tôi đã làm rồi và tôi thấy rằng tôi lại muốn đến lần nữa. Thực ra mình cũng làm về một cái ngành dịch vụ về làm đẹp. Cho nên là mình rất thích những cái thứ nó tinh tế. Thì Đông Dương cũng có những cái, chẳng hạn như mình đang nói, từ cái bồn cầu này cho đến kể cả những cái vòi hoa sen, hay đến những cái đường nét trên những cái cánh tủ hoặc là những cái cánh cửa, thì mình thấy rất là hài lòng. Và mình thấy rằng là Đông Dương đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu đó cho mình. Bản thân tôi thấy rằng là cái việc ứng dụng các cái công nghệ mới, vật liệu mới cũng như thiết bị mới, nó đem đến cho công trình có một cái đẳng cấp. Và quan trọng nhất là cái việc đó giúp cho các cái chủ nhà, người ta được sống trong những cái không gian tiện nghi và thân thiện. Các cái sản phẩm của công ty Đông Dương ở cái vị trí rất tốt trong vấn đề design, mẫu mã cũng như là chất lượng. Không chỉ có những sản phẩm nội thất hàng đầu thế giới, thế mạnh của Đông Dương Home Interior còn nằm ở đội ngũ thiết kế, kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến, thiết kế hiện đại cùng những giải pháp kiến trúc tối ưu nhất, sáng tạo trong ý tưởng của đội ngũ kiến trúc sư của Đông Dương luôn tạo ra một không gian hoàn hảo phục vụ cuộc sống của khách hàng thượng lưu. Tự nhiên là mình cũng rất là thích những cái bếp ở bên Đông Dương thiết kế. Thì mình cũng xây 3 cái nhà rồi và mình cũng sửa 3 cái nhà, thì mình cũng thấy rằng là cái bếp ở Đông Dương là mình cũng rất là ưng. Và khi mà mình định có một cái bếp mà hiện đại như thế thì mình cũng có gặp mấy cả bên thiết kế của bên Đông Dương và họ cũng rất là nhiệt tình. Và cái mà mình thích ở Đông Dương nữa là mình cũng vẫn có đưa được những cái ý tưởng của mình vào trong cái thiết kế của bên Đông Dương, và bên Đông Dương cũng chấp nhận. Mỗi nhân viên của công ty Đông Dương đều được đào tạo những cái kiến thức cơ bản về vật liệu trang trí nội thất và kiến trúc. Thế thì ngoài ra thì chúng tôi luôn luôn update những cái thông tin của các cái vật liệu mới hoặc là những thông tin về kiến trúc mới trên thị trường quốc tế. Đông Dương Home Interior không chỉ chú trọng tới dịch vụ bán hàng mà còn đề cao dịch vụ sau bán hàng. Ngoài chứng nhận bảo hành của nhà sản xuất, công ty cam kết bảo trì trong đời cho tất cả các sản phẩm trên toàn quốc. Đây cũng là một hành động thể hiện sự gắn kết, lòng nhiệt thành của Đông Dương Home Interior với khách hàng. Khi đi tham khảo thì rất nhiều những showroom nội thất khác, tôi đặc biệt cảm thấy hài lòng ở Đông Dương. Tại vì thứ nhất là họ có cho tôi xem được những cái chứng chỉ xuất xứ. Họ nhập khẩu từ những cái đơn vị rất là uy tín, những cái thương hiệu toàn cầu. Và thứ hai nữa là cái hàng họ nhập họ có sự lựa chọn rất là tinh tế. Tôi cũng không phải lựa chọn nhiều nữa, vì nhiều khi tôi nhìn nó cảm thấy là quá ưng ý rồi. Tất nhiên là cái chất lượng và cái độ đẹp của nó thì luôn luôn đi với giá thành. Mặc dù là cái giá thành của Đông Dương thì cũng không thể rẻ, nhưng mà mình nghĩ rằng là tiền học của đấy, và mình thấy rằng là cũng rất là xứng đáng. Mỗi năm, rất nhiều sản phẩm mới với thiết kế độc đáo và các ứng dụng bằng sáng chế đã được Đông Dương giới thiệu tới khách hàng. Đông Dương Home Interior trân trọng ước mơ, lắng nghe mong muốn của quý khách hàng và luôn đồng hành cùng quý khách hàng để cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất với dịch vụ đặc biệt. Đông Dương Home Interior luôn không ngừng thay đổi để đáp lại sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Công ty tự hào rằng sau khi sử dụng thiết bị và dịch vụ,
hơn 80% khách hàng đều trở thành khách hàng thân thiết của Đông Dương Home Interior. Mình nghĩ rằng là một cái dịch vụ tốt và một cái chất lượng tốt thì mình nghĩ là chả có lý do gì để mà mình đi chọn một cái nơi khác mà mình chưa biết về chất lượng. Và đây là những cái mà mình đã từng trải nghiệm rồi và mình nghĩ rằng là mình rất hài lòng với bên Đông Dương. Thì mình nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục chọn Đông Dương. Trong 20 năm hoạt động thì lãnh đạo cũng như là nhân viên của công ty Đông Dương cảm thấy tự hào nhất là 80% khách hàng của chúng tôi đang cung cấp hiện tại đều là những khách hàng cũ. Vậy là chúng tôi đã cung cấp được cho họ những cái sản phẩm tốt, những cái dịch vụ tốt và quan trọng hơn là cái niềm tin của khách hàng đối với công ty Đông Dương trong suốt thời gian qua. Hơn 20 năm, Đông Dương Home Interior không ngừng lớn mạnh và khẳng định vị trí hàng đầu của mình trong thị trường hàng nội thất đẳng cấp. Năm 2013, sự thành công của Đông Dương không chỉ giới hạn trong biên giới quốc gia, mà hiện tại showroom Đông Dương Home Interior Mỹ Đình với diện tích gần 4.000 m² là một siêu thị nội thất cao cấp hàng đầu Đông Nam Á, mô phỏng không gian sống vô cùng sống động. Đặc biệt, tại đây một ngôi nhà Ý đã được dựng lên với các sản phẩm nội thất được nhập khẩu từ các tên tuổi hàng đầu của Ý cũng như thế giới trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh, nhà bếp và nội thất. Showroom được tạo dựng thành những không gian hoàn hảo để khách hàng cảm nhận được sự hòa quyện giữa tính ứng dụng, sáng tạo mỹ thuật và công nghệ. Ở showroom Mỹ Đình này chúng tôi cũng phát triển theo cái hệ thống dựa theo cái phân cấp của những cái hệ thống showroom trên toàn thế giới là chúng tôi lên đưa nó lên thành một cái đẳng cấp khác hẳn với những cái showroom hiện tại ở Việt Nam và trong khu vực. Đó là nó là một cái không gian mà nó mang đẳng cấp là gallery showroom chứ không phải là một cái showroom thông thường. I think we've seen the market in Vietnam continue to grow. I think our relationship with Dong Yong has also continued to get much stronger, and we see a very very bright future. Tạo nên sự thành công của Đông Dương Home Interior chính là nhạy bén nắm bắt xu hướng tiêu dùng để kịp thời đáp ứng những nhu cầu của các khách hàng thượng lưu. Đến với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Đông Dương, khách hàng sẽ cảm nhận được yếu tố thẩm mỹ, trang nhã và thanh lịch, sự hiện đại của công nghệ, sự tinh tế trong những không gian khác nhau của bếp ăn, phòng tắm, phòng ngủ, cho tới phòng khách do các kiến trúc sư, kỹ sư của Đông Dương Home Interior tạo dựng. Bởi nhiệm vụ của Đông Dương Home Interior là đem tới cho khách hàng sự hoàn mỹ trong thiết kế và những không gian mang đậm dấu ấn sáng tạo, tinh tế, thanh lịch và đẳng cấp hàng đầu. Đông Dương Home Interior, đẳng cấp từng chi tiết. Showroom Thành phố Hồ Chí Minh, 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, 2746/1 quốc lộ 1A, An Phú Đông, quận 12, Hà Nội, đường Tân Mỹ, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 27 Thái Thịnh, quận Đống Đa. Website dongdương.com.vn.